bằng bánh khọt nha các bạn. Cái này có tỏi nè, củ hành nè, ớt nè. Cái này mình làm nước chấm nha. Còn cái này mình làm nhân bánh khọt nha. Cái này cho ăn tôm nè, thịt bằm nè, trứng cút nè. Mình làm ba bao nhiêu để cho nó nghỉ. Mình làm bột này rồi, bột bánh xèo đầy ký. Bánh khọt hết cái bọc bánh này, hết cái bọc bột này, nó có 40g. Bột nghệ trộn đi làm. Ở đây mình có 1 lít nước nè, trộn từ từ, đổ nước từ từ, mình trộn từ từ cho nó ra, cho nó tan bột. Cái này nước nóng nha các bạn. Này là để mình làm nước chấm. Nửa miếng muối nha các bạn, bỏ miếng nửa muỗng bột ngọt bỏ vô rồi mình nêm bột nữa. Cái này mình có hành, sắc hành rồi. Mà mình múc cho nó ráo giá gì là được các bạn. Để cho bột nó nghỉ đi. Mình đi xào nhân nha. Cho vô ăn vô. Muỗng vô ăn. Tỏi hơn nửa tỏi nè, xào thịt, nửa củ hành nè. Hơn nửa thịt là nó không, hơn nửa là nó 200g. Nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng muối, muỗng hạt nêm, mình không cho đường nha, đường ngọt lắm. Mình làm bánh khọt là mình làm cái lò than nha các bạn, bếp ga nó cháy không có đều. Xong rồi nè các bạn, mình bỏ cho miếng tiêu nha. Bây giờ mình kết lên cái này chấm xào tôm nha. Đây là con hành hả? Dành coi nó bướm cái gì. Cái hành thì chỉ thôi mình cứ tôm. Muối. Cái thôi.
chỉ tôm đi, một bó hết chỉ tôm đi rồi mình hả bỏ trứng. Đây các bạn, giòn lắm, ngon lắm. Còn lại chút nữa để con, bây giờ mà nó đò nó dây nó giòn nè. Bây giờ mình chiên nha các bạn, mình chiên để vậy luôn. Giòn. Rồi. Bây mẹ có nấu. Đây mình nấu một bí tôm, một bí thịt. Giòn lắm. Hình quả của mình gì nè, nó xong rồi đây. Để cái cứng thôi nha, một mâm vĩ đại luôn. Có 5 mét, 2 cũng đường. Để xuống ra. Năm muỗng nước, 3 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm. Cho nó lợ. Có 4 cái tắc nè. Chưa các bạn, mình bỏ này vô. Rồi, chén nước chấm xong rồi. Này mình ăn có rau salad, rau thơm, lắp cá, câu găm. Đây. Này nhân trứng nha, này tôm, thịt, ba thứ đó. Hay thì nhớ like cho mình nha. Bạn cảm thấy hay thì đừng quên nhấn like, share, subscribe cho kênh Bích Huỳnh Món Ngon Miền Tây nhé.